tập đoàn chúng tôi có 22.000 người lao động, trong đó có 60% là phụ nữ. Và tôi cũng đã lần thứ hai ở Ban chấp hành Phụ nữ Việt Nam. Thì tất cả các cái hội nghị gì mà của phụ nữ, của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, của Hiệp hội Doanh nhân nữ, Hội đồng Doanh nhân nữ hoặc là các tổ chức phụ nữ của thế giới thì tôi đều tham gia. Chúng ta hãy làm tất cả những gì để phụ nữ Việt Nam rất là thông minh, chăm chỉ và có nhiều ý chí, có thể biến những ước mơ trở thành sự thật. Tôi thì cũng rất là vinh dự, cũng đã được đi học những cái khóa học về phụ nữ toàn cầu, những khóa học được đào tạo ở Mỹ, làm sao để phụ nữ với thế giới có thể vươn lên và có thể làm được những lãnh đạo ở đất nước và lãnh đạo cấp cao và hoạt động kinh tế giỏi. Còn có một cái nghĩa vụ nữa, một cái sứ mệnh nữa, đó là đào tạo được nhiều người phụ nữ xung quanh mình giỏi hơn, đặc biệt là những người phụ nữ trẻ, những người phụ nữ khởi nghiệp. Nam giới trong tập đoàn BRG và trong ngân hàng SeaBank thì vẫn là chiếm rất nhiều vị trí chủ chốt, nhưng mà phụ nữ chúng tôi thì vẫn chiếm 60%. Có một lực lượng hùng hậu hơn 10.000 phụ nữ làm việc cho chúng tôi. Riêng phụ nữ ở tập đoàn BRG thì chị em đều xinh đẹp, vui tươi và bình đẳng. Từ mong ước khuyến khích phụ nữ phát triển và khẳng định giá trị bản thân, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã tận dụng tất cả những lợi thế từ hệ sinh thái BRG của mình để xây dựng rất nhiều chính sách thiết thực dành cho nữ giới. Với hệ thống bán lẻ, thông qua thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn BRG với Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam VAWI, BRG Mart sẽ là nơi tiêu thụ hàng hóa và kênh hỗ trợ quảng bá thông tin, hình ảnh sản phẩm của các doanh nghiệp nữ tới đông đảo người tiêu dùng. Còn với ngân hàng SeaBank, bà đã rất nỗ lực làm việc với tổ chức tài chính quốc tế IFC và tập đoàn tài chính phát triển quốc tế Mỹ DFC để họ cung cấp cho SeaBank khoản vay lên tới 420 triệu đô la Mỹ. Khoản vay này sẽ giúp gia tăng cơ hội tiếp cận tài chính với lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các dự án thân thiện với môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm. SeaBank cũng đã thỏa thuận hợp tác với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam VCCI để hỗ trợ nguồn vốn dồi dào, lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp nữ làm chủ. Với mỗi giao dịch trên thẻ tín dụng quốc tế Visa C-Lady, sẽ có 1.000 đồng được SeaBank trích vào quỹ hỗ trợ các bệnh nhân ung thư vú. Khi nói về Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị Nga, mỗi thành viên BRG đều có chung cảm nhận về nữ lãnh đạo có tâm, có tầm và đam mê cống hiến vì cộng đồng. Bà luôn đau đáu, trăn trở, làm thế nào để có thể góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế của Việt Nam, sánh ngang với các cường quốc trên thế giới. Đặc biệt, với thủ đô Hà Nội, nơi bà sinh ra và lớn lên là cả một tình yêu lớn. Nhưng với bà, nói yêu bằng lời tôi thì chưa đủ. Tình yêu phải thể hiện bằng hành động vì tương lai phát triển của Hà Nội. Thực sự là tôi mơ ước để làm một biểu tượng mới cho Hà Nội. Hà Nội phải là một thành phố không phải chỉ là đáng sống mà phải là thành phố nổi tiếng của khu vực như là Tokyo hoặc Singapore. Và chính vì vậy, chúng tôi đã cùng với tập đoàn PT lập quy hoạch các công trình trục hai bên tuyến đường từ Nhật Tân đến Nội Bài 12 cây số. Nhân dân Đông Anh ủng hộ và rất là mong muốn thành phố thông minh ra đời, bởi vì tất cả các làng xóm hiện hữu trong 272 hectare này được giữ nguyên. Thì thực sự một cái ước vọng của tôi đó là mong muốn người Việt Nam là cư dân của thành phố thông minh sẽ được trải nghiệm các cái tiện ích của một thành phố hiện đại ở đất nước Việt Nam chúng ta. Vào thế kỷ 15, nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam, bà Bùi Thị Hí đã làm nên kỳ tích khi đưa sản phẩm gốm Chu Đậu phát triển rực rỡ trên trường quốc tế, trở thành bảo vật quốc gia của nhiều nước trên thế giới. Tiếp nối truyền thống phát triển nghề gốm cổ truyền của dân tộc, bà Nguyễn Thị Nga tự hào là nữ doanh nhân hiện đại của thế kỷ 21, đưa gốm Chu Đậu trở thành tặng phẩm quốc gia, là sản phẩm đại diện cho văn hóa Việt Nam, gửi tặng bạn bè quốc tế. Tập đoàn BRG cũng là doanh nghiệp luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, như ủng hộ hơn 200 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19, đồng hành cùng các trẻ em nghèo hiếu học thông qua chương trình Cặp lá yêu thương và nhiều chương trình khuyến học khác.
Doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã dẫn dắt 22.000 người lao vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay, doanh nhân Nguyễn Thị Nga vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng danh hiệu cao quý top 10 doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong điều hành, quản lý doanh nghiệp, có tinh thần dân tộc, đóng góp quan trọng vào các hoạt động xã hội. Đây cũng là năm đầu tiên các tiêu chí về đạo đức doanh nhân như tuân thủ pháp luật, yêu nước và có trách nhiệm với xã hội trở thành yêu cầu hàng đầu trong hoạt động bình xét. Trong số 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc nhất, chúng ta có hai nữ doanh nhân. Đó là nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga, chủ tịch tập đoàn BRG và nữ doanh nhân Thái Hương, chủ tịch công ty TH Chumi có trụ sở tại Hà Nội. Nhưng họ cũng đã hợp tác đầu tư kinh doanh với trên cái nhiều địa bàn tỉnh thành trong cả nước và đều được các cái địa phương đó đánh giá tích cực. Qua đó có thể thấy là nữ doanh nhân của chúng ta đã nỗ lực hết mình trong cái sự nghiệp này. Tập đoàn Sumitomo Corporation là đối tác chiến lược của tập đoàn BRG. Hơn 6 năm nay, chúng tôi cùng nhau hợp tác một vài dự án lớn nhằm nâng cao đời sống của người dân Hà Nội, như dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội và dự án siêu thị Fujimart. Ấn tượng đầu tiên của tôi về bà Nga là một doanh nhân đầy nhiệt huyết. Bà là người có tầm nhìn, có định hướng cho các dự án lớn cũng như rất chi tiết khi hoạch định chiến lược kinh doanh. Nhờ tài lãnh đạo của bà nên tập đoàn BRG có thể lớn mạnh và trở thành một trong những tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam như hiện nay. Dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Nguyễn Thị Nga, tập đoàn BRG đã khẳng định vị trí tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Và doanh nhân Nguyễn Thị Nga là minh chứng sống động về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam có tầm ảnh hưởng lớn, vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như huân chương lao động hạng nhất, chiến sĩ thi đua yêu nước toàn quốc, công dân thủ đô ưu tú, top 10 doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022, phụ nữ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, cúp bông hồng vàng nhiều năm liên tiếp, đại sứ thương mại toàn cầu, top 50 phụ nữ quyền lực nhất châu Á. Tôi muốn nói với chị em phụ nữ đó là tự tin, bản lĩnh và thận trọng và hãy làm việc với cả trái tim và khối óc của mình. Một cái điều bí quyết đó là phải tự tin, nghĩa là đừng nản chí và cũng đừng có quyết chí quá như là kiểu nhiều tham vọng, mà cứ thận trọng đi từng bước. Những gì đàn ông làm được thì phụ nữ làm được, tôi làm được thì tất cả chúng ta phụ nữ sẽ làm được.